một trong những người được chú ý nhất ở trận đấu ngày hôm nay. Và cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào đã được bắt đầu trên sân Bisan. Rất nhiều người cho rằng một giải đấu như AFF Cup sẽ là cơ hội để Xuân Trường chứng tỏ nhiều hơn giá trị của mình. Đấy đâu! Pha chạm bóng của Phan Văn Đức. Một trận đấu và một giải đấu mà Phan Văn Đức cũng rất muốn thể hiện mình để lấy lại sự tự tin. AFF Cup 2018 chính là giải đấu mà chúng ta nhớ rất nhiều về Phan Văn Đức. Trận đấu ra quân của giải đấu mà chúng ta đang là đương kim vô địch để lấy lại sự tự tin. Có một pha phạm lỗi rất nguy hiểm của cầu thủ bên phía đội tuyển Lào. Đó có lẽ là Vung Chiêng Kham. Anh có lẽ là cầu thủ có thể hình nhỏ bé nhất trên sân vào thời điểm hiện tại. Cú vào bóng bằng gầm giày đạp thẳng vào chân trái của Phan Văn Đức. Xuân Trường đang là nhạc trưởng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Không vào! Một pha bóng đầy táo bạo của Lương Xuân Trường. Một pha bóng thực sự đầy táo bạo khi mà tất cả đang mường tượng về một đường chuyền của Xuân Trường. Thì anh thử vận may của mình bằng một cú đá từ rất xa. Chính từ một quả đá của Xuân Trường mà năm 2000... Hồ Tấn Tài và chồng biên với Hoàng Đức. Đường chuyền của Xuân Trường đánh đầu. Thêm một pha lắc đầu nữa của Phan Văn Đức. Đội bóng của chúng ta đang triển khai những phương án tiếp cận khung thành đối phương tương đối mạch lạc như tình huống vừa rồi chẳng hạn. Có lẽ phải như vậy thì mới làm giãn được hàng phòng ngự của đối phương. Một ba bóng mà Xuân Trường. Đây mới là Tấn Tài nhưng đã có lỗi việt vị mất rồi. Một giải đấu không có VAR nên chúng ta thấy các quy định của trọng tài được đưa ra tức thì, chứ không phải đợi đến khi kết thúc pha bóng. Tiếp tục là một đường chuyền quen thuộc. Hồng Duy đưa bóng sang ngang và lưới của đội tuyển Lào đã rung lên. Lại là Công Phượng, anh Tiến Dung ơi, một sự lặp lại không khác gì so với năm 2018. Một sự trùng hợp quá đặc biệt. Rất ngẫu nhiên nhưng cũng rất đặc biệt. Phải nói là đội bóng của chúng ta đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ ở Singapore, ở Việt Nam bằng sự kiên trì và bền bỉ trong lối chơi. Trong đó những phương án chuyền dài như thế này phải nói là rất hay. Sự chính xác đến từng cm từ đường chuyền của Hoàng Đức, các bạn xem động tác chuyền này đẹp mê ly. Hồng Duy thì làm rất tốt nhiệm vụ của mình và phần việc còn lại của Công Phượng chỉ là khẳng định anh rất có duyên ghi bàn ở AFF Cup, rất có duyên ghi bàn ở Bisan và rất có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào. Đây là một pha phối hợp dẫn tới bàn thắng trong một buổi tập. Cú đá đơn giản. Về phía khung thành. Không được, cú đá của Phan Văn Đức. Một pha xử lý rất mạnh mẽ của số 20 bên phía đội tuyển Việt Nam. Thì một trận đấu đã bước sang những phút cuối rồi. Có vẻ như vừa rồi Công Phượng lại quyết định đá thẳng về phía khung thành đối phương. Cú mở bóng cho Tấn Tài chăng? Đó là cú chạy bóng vào vị trí của Công Phượng. Cú đá của Hoàng Đức. Nếu như đó là một cú dứt điểm bằng chân trái sở trường thì có thể là hiệu quả sẽ cao hơn. Một pha treo bóng rất khó chịu. Những quả treo bóng ra phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương như của Bùi Tiến Dũng vừa rồi luôn khiến cho các cầu thủ phòng ngự rất khó để
bóng tốt của Tấn Tài. Vẫn là Tấn Tài. Rất hay. Quang Hải. Cú đá quen thuộc của Quang Hải. Trước đó là những pha đập tường phối hợp rất hay với một cầu thủ chân trái nữa là Hoàng Đức. Điểm tiếp bóng trong cú dứt điểm của Quang Hải là chưa được tốt. Đánh đầu 2-0 cho đội tuyển Việt Nam và đó là Phan Văn Đức. Không phải như những gì chúng ta dự đoán, rất đúng. Sau một cầu thủ tên Phượng là một cầu thủ tên Đức ghi bàn. Không phải là anh Đức thì là Phan Văn Đức, thưa các bạn. Có lẽ nào Quang Hải sẽ là người kết thúc trận đấu này bằng một bàn thắng thứ ba chăng? Bàn thắng này của cá nhân tôi đánh giá là rất quan trọng với Phan Văn Đức. Bóng cũng rất đẳng cấp. Động tác xử lý gọn gàng ở bên phía cánh phải của Tấn Tài. Và Phan Văn Đức rút không cao nhưng đã có một sức bật. Và cú lắc đầu này phải nói là bóng rất căng. Quan trọng là cách Phan Văn Đức chọn vị trí để băng vào dứt điểm. Rất đúng thời điểm. Mọi thứ đều chuẩn mực. Cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho chúng ta giải đấu năm đó là anh Đức. Cú sút. Cú đá rất căng. Phan Văn Đức đang trở lại là chính mình. Đó là một điều rất quan trọng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bàn thắng vào lưới Philippines ở AFC 2018 của Phan Văn Đức là rất hay. Minh Vương! Dấu ấn đầu tiên của Minh Vương sau khi được tung vào sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ mang đến AFC Cup năm nay một cầu thủ hậu vệ cánh trái duy nhất là Nguyễn Phong Hồng Duy. Nhưng ông vẫn có những sự lựa chọn dự phòng rất tốt, đó là Văn Thạnh. Khá nguy hiểm. Và Billy Kekka Phomphol đã cho thấy sự nhạy cảm của mình. Cú lắc đầu là rất nhanh. Chúng ta cùng theo dõi lại pha xử lý này. Ở tư thế không dễ nhưng Kekka Phomphol vẫn. Xuân Trương. Rất hợp lý. Tấn Tài. Dứt điểm. Tấn Tài quyết định dứt điểm ngay. Đây cũng là một trong những pha xử lý sở trường của Hồ Tấn Tài. Anh đã rất nhiều lần ghi bàn sau tình huống xử lý như vậy. Ngoắt bóng bằng chân phải và dứt điểm bằng chân trái vào góc gần. Nhưng cái duyên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đến với Văn Toàn thế thời. Đức Văn Sơ. Việt vị mất rồi. Có lẽ lần này là lần thổi phạt việt vị chính xác nhất của các trọng tài. Nhưng vẫn rất nhạy cảm. Giờ sẽ là bộ đôi quen thuộc trên hàng công của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Phải nói là thể lực của đội tuyển Lào cho đến nay vẫn là tương đối tốt. Khá hay. Nguy hiểm. Phản hộ nguyên mạnh. Chúng ta cùng theo dõi lại cơ hội tốt nhất để Kekka Phomphol ghi dấu ấn ở sân chơi AFC Cup. Văn Thanh. Cơ hội cho Văn Thanh. Tiếng còi đã cất lên. Có vẻ như sẽ có penalty cho đội tuyển Việt Nam. Pha dùng tay chơi bóng rất rõ trong vòng cấm. Một pha dùng tay chơi bóng để ngăn cản cú dứt điểm của Văn Thanh. Văn Thanh, chúng ta đã từng hô vang tên anh. Văn Thanh không vào. Tương đối bất ngờ khi Văn Thanh hỏng ăn trong tình huống này. Một trong những người sút penalty tốt nhất của đội tuyển Việt Nam.
một trong những người nổi tiếng và được yêu mến cũng vì một quả đá luân lưu quyết định, đó là quả đá vào lưới U23 Qatar. Nhưng Văn Thành đã không chiến thắng được đàn em kéo. Duy Mạnh, ngay cả Duy Mạnh lúc này cũng đi tìm thời cơ cho mình. Rất may là Duy Mạnh không sao cả sau nỗ lực vừa rồi. Tiến Anh. Quả đá của Quang Hải. Văn Thành. Không vào. Quá tiếc. Khi pha phối hợp vừa rồi không mang lại cho chúng ta một khoảnh khắc siêu phẩm ở trên sân vận động diễn ra trận đấu này, sân Hassan. Văn Thành chưa có duyên ghi bàn ở trận đấu này. Nhưng xem pha này vẫn khiến cho chúng ta rung động thực sự.